Chiều 11 tháng 5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản Tetsukasa Akimoto về các vấn đề hợp tác xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực. Nội dung được chính phủ hai nước quan tâm là công tác phát triển hạ tầng và phát triển đô thị. Liên quan công việc đó có dự án về đô thị sinh thái và được hai bộ ký năm 2015. Phương hướng thảo luận tiếp theo mà phía Nhật Bản đưa ra là xây dựng chính sách đầu tư tại Việt Nam, trong đó có thoát nước và xử lý nước thải. Thời gian thực hiện dự án không còn dài, nên phía Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cũng mong muốn Bộ Xây dựng hợp tác để đạt được kết quả cao hơn. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật hợp tác giữa hai bên, Bộ Xây dựng mong muốn Nhật Bản là đất nước có nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ, trao đổi với Việt Nam để từ đó làm cơ sở thí điểm hoàn thiện văn bản pháp luật về hạ tầng cũng như tiếp tục đào tạo nhân lực về thoát nước. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh mong rằng thời gian tới, trên cơ sở biên bản đã ký năm 2015 giữa hai bộ sẽ tiếp tục có nhiều thêm sự hợp tác nữa trong lĩnh vực của ngành xây dựng.